Xin chào các bạn đến với kênh Bốn Chuyên Học Sinh. Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn làm bài Môn 2 về các ba phần trắc nghiệm thôi nha các bạn. Ở Môn 2 Trung học cơ sở, nội dung của bên giáo dục thể chất thì chúng ta có nội dung như sau, làm như sau nha. Sau khi đã đăng ký và xếp lớp xong thì chúng ta sẽ vào bắt đầu vào học nha các bạn. Quan trọng là phần thứ hai mình sẽ thực hiện cho bạn đây. Phần thứ hai thì cái phần này là những đề chung về phương pháp dạy học và phát triển phẩm chất năng lực. Thì đây nó có 7 cái mà chúng ta phải làm, 7 nhiệm vụ chúng ta phải làm. Đầu tiên về tìm hiểu phẩm chất năng lực chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì ta click vào ha, kéo xuống phía dưới, bạn nhớ để điểm ngay xuống phía bên đây nha. Nó kéo xuống phía dưới đây, chúng ta có bài tập đầu tiên cho mình. Việc đầu tiên thì ở tình huống này thì ta chọn click vào, sau đó chọn cái mục bên đây để cho tương ứng. Thì ở cái tình huống một này á thì đó là phẩm chất trung thực nha các bạn. Chọn phẩm chất trung thực bên đây, phẩm chất này đó, nó sẽ hiện đáp án đúng của mình. Nếu sai nó sẽ hiện sai nha các bạn, mình có thể chọn lại. Cái ở tình huống thứ hai thì là đó là tình huống thứ hai thì đó là phần năng lực ngôn ngữ, thì mình dò xuống mình kiếm phần năng lực ngôn ngữ đây, đó là đáp án đúng nha các bạn. Tiếp tục là tình huống thứ ba. Ở tình huống thứ ba đó là năng lực thẩm mỹ nha các bạn. Năng lực thẩm mỹ đây, đáp án đúng. Là tiếp tục tới tình huống thứ tư. Tình huống thứ tư thì đó là phẩm chất trách nhiệm. Phẩm chất trách nhiệm đây, tiếp tục đúng thì mình tiếp tục. Tình huống thứ năm là năng lực tinh học. Ta tìm năng lực tinh học. Tiếp tục nói sao phẩm chất nhân ái này, đúng rồi thì mình bấm kết thúc nha các bạn. Sau đó mình quay về cái mục đầu tiên. Lúc này ta đã thực hiện được 10 điểm nha. Mình tiếp tục ở cái thứ hai. Lưu ý cái này nó hiện lên là phải dấu ít, dấu màu xanh thì nó mới là hoàn thành nha các bạn. Giờ bấm lại, sau đó quay lại ha, quay lại cho nó sẽ hiện xanh lên cho bạn. Rồi tiếp tục phần thứ hai này thì nó cái này là di truyền tiền đề. Tiếp tục ta sẽ thực hiện đây, môi trường và ảnh hưởng trực tiếp. Tiếp tục ở đây thì là hoạt động giao tiếp và quyết định. Tiếp tục là giáo dục và chủ đạo. Tiếp tục kết thúc thì đó quay về thì đây vẫn hiện như thế này, thì hồi cũng sẽ hiện xanh như cái này nha các bạn. Tiếp tục là phần 3. Ở đây sẽ có cái bài tập cho mình nha. Bài tập này thì mình sẽ thực hiện làm cho các bạn xem. Đây thì mình sẽ thực hiện là cho hai phương án đầu, phương án 3 đúng luôn và phương án cuối hay nó sẽ nhầm án đúng cho mình. Tiếp tục là ở câu hỏi thứ hai thì mình sẽ chọn là đảm bảo tăng cường này và thực hiện cái cuối cùng kiểm tra. Mình sẽ tiếp tục. Đúng, kết thúc rồi. Đúng, không trong thì quay về. Ở những cái này nó chưa có dấu tích này, màu xanh này thì bạn cần bấm vô. Sau đó quay về là sẽ lên xanh như thế này nhé.
Ổn này thứ ba cũng vậy. Rồi nó sẽ lên dần như thế này. Tiếp tục là cái thứ tư. Mình chỉ cần kéo xuống và quay về. Là sẽ lên dần. Cái thứ năm. Ở câu này thì nó có phần này thì nó có câu hỏi và trả lời nha các bạn. Nào, dưới đây nó sẽ có phần khi mà thực hiện cái này thì ở câu 1 á thì mình sẽ thực hiện như sau. Ở phần này thì mình sẽ thực hiện chọn như sau. 1 2 3 4 sau đó kéo xuống. Và bấm kết thúc. Nó tiếp tục. Cũng giống nó mình sẽ kéo nó xuống và nó sẽ hiện dấu tích xanh lên nha bạn. Đây. Tiếp tục là có một cái bài tập trắc nghiệm thì mình sẽ làm bài tập trắc nghiệm này các bạn. Bấm làm bài. Ở đây thì mình sẽ chọn là chú trọng rèn luyện học sinh. Phương tập nghiên cứu này là không phải nguyên tắc các bạn. Phương kiểm tra tiếp tục. Ở bên này sẽ là tăng cường dạy học giáo dục văn hóa kiểm tra. Tới này thì mình sẽ chọn đáp án thứ 3, tăng cường dạy học giáo dục kết hợp. Sớm quay về. Cuối cùng là phần thảo luận. Ở phần này mình tự ghi vào nha các bạn. Mình có phương pháp nào thì mình sẽ ghi vào đây. Sau đó kết thúc. Tiếp tục là chúng ta sẽ đi tới phần còn lại. Những phần này thì mình không tính nha bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn những câu bài tập. Mình sẽ bấm làm bài.
Đánh giá nội dung hai nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ thực hiện cái phần nội dung 3, cái bài tập của nội dung 3 nha các bạn. Ta sẽ làm bài. Đây ta sẽ đọc đáp án C. Tổng quát bối cảnh giáo viên. Câu 2 mình sẽ chọn A, C và E. Câu này mình sẽ chọn đáp án B. Câu này thì mình chọn đáp án A. Mình thì hướng dẫn các bạn ba cái phần trắc nghiệm nha các bạn. Còn phần này thì chúng ta sẽ học trực tiếp, sau đó chúng ta làm bài nhóm nộp lên nha các bạn. Rồi, thân ái chào các bạn nha.